bơ đúng không anh? Ờ, có bơ. Nhà trứng gà đúng không? Đấy, có bơ. Đặt 12 tiếng, à 10 tiếng mới được ăn này. Ừ. Không sao. Ngon anh. Anh thử coi. Này bỏ cái bơ vô, xách bơ vô á. Bơ là trộn chung cơm hay là cho lên gà? Rồi, trộn chung á. Trộn cơm gà hay trộn chung? Trộn cơm, cơm à? Đây không phải là bơ mà là sốt lòng đỏ trứng gà. Ờ. Đó là em đập mỡ gà ấy, làm sao cho cục mỡ gà. Ngon quá em. Ngon quá. Giải thích. Đâu. Ngon không? Đi ngon. Mày vô nè. Mày vô làm gì? Rồi, đi vô. Đó rồi, bà đi vô. Ơi, chắc cái phòng vệ sinh này gì? Em vui chưa gì đã đái rồi. Phòng này nhiêu mà anh? 852. 852. Đâu có bụng tấm nằm hả? Có nằm. Kệ đi cũng được, cũng có nằm là được. Đã không? Nè em có biển không? Có view hướng biển hả? Có, view hướng biển nha. Nhớ hả? Wow. Quá đẹp luôn. Đứng đây đi. Để ba lô xuống cho nhẹ không? Góc biển này không? Wow, đẹp quá. Đứng con này. Ê, không có leo lên, Quy ơi. Leo lên té nha, mẹ nói leo lên té đó. Không phải nha. Nguy hiểm lắm đó. Ok không? Ok. Đây anh mà đi có vẻ hơi ồn. Alo. À xin chào. Ấy dạ nặng quá. Ừ. Xin không chào biết đi. Là mình đã tới Nha Trang khi nào à? Chúng tôi tới từ 3 giờ sáng. À 3 giờ sáng chúng tôi đi. Là 13 giờ chúng tôi đến đây. Rồi, Mr. Massage. Rồi mình check in phòng này là mình cảm nhận mình như thế nào khi mà mình nói chung là cũng được. Không xấu, không đẹp. À, là cái view này của mình gọi là view gì? Này là view triệu đô. À, view. Từ cái xuống dưới. Ngồi, cái này nắng đẹp hơn chứ. Nó không có lạnh. Từ từ. Của con là chơi bên này nè, con đứt là chơi bên này nè. Chào con, từ từ. Chào con, chào con. Ở bên trong này uống cà phê. Đấy, bây giờ có phao không vậy? Chưa, đứng lên được. Có cái phao không? Có thấy là để em coi coi.
khoảng trăm cho được con sao không? Không. Cái này chưa có rồi. Không có rồi này. Đạp đi, đạp đi. Đạp. Đạp đi. Nhấp miệng mà đấy. Đạp nước hay không? Đạp nước đi, đạp nước. Không anh ơi. Có mưa không anh?
ngồi xuống. Người nhìn cái quay vẫn được mà. Đây là cái quay đây. Ừ. Làm để cho nó nhanh chín à. Ừ, ngon quá.